Người ta đang lên chụp hình này các bạn. Trồng rau nữa, xung quanh trồng rau nữa. Rồi đây. Ngược à, ngược sáng rồi. À, cứ làm máy phát đi trước nha. Ngược sáng à, tối không thấy gì á. Nó cũng thái nhưng mà nó không có đẹp bằng bên kia. Cào đi. Hướng này mà trời nó thái quá. À bây giờ mình ra bên kia đi. Dưới đây cũng không có gì nữa đâu. Đây, đây. Rồi bây giờ mình sẽ ra chỗ